Đây đàn này là có bốn được hai cái. Mai đã bắt đầu luyện vào rẻ mấy cả chai lọ cho nó kích thần kinh lên các bạn. Đàn này yếm trắng rất là nhiều nhé. Đu ron này. Nhà em là sản xuất nhiều đu ron nhất đấy. Đàn nào nó có mấy con đu ron liền. Đàn này thì là đã có, nó đẻ 10 con đã có 4 người đã mua rồi. Trâu đầy đầu. Bọn này là được 25 ngày. Đợt nó mưa quá, nó hơi bị bẩn. Rất là ham đấy. Lên tai hết rồi, còn một con chưa lên tai rồi. Rất nhiều yếm. Đấy, ai thích qua tháng 8 bắt thì bắt đàn này. Giờ hơi cất trâu tí, mấy lưỡi lông lại đẹp ngay ạ. Đấy, con này đang nuôi con nhà em đây. Đang nuôi con. Đến đực. Đấy. Quay qua mọi người xem phát. Thôi. Đấy, lại đang phối. Em lọ phối con đen rồi, hôm nay cho phối con đỏ. Cho tỷ lệ nó nhiều. Mỗi ngày phối một con ạ. Đực này hơn 40 cân, rất to. Ba cái con này là đực hết nhà em đây. Đực đây, một con đực đang tuyển trong đó. Phối được 25 phút rồi chưa có dấu hiệu bỏ ra. Căng quá. Nhà cái có nhu cầu mang đây là bọn em xả luôn. Cho 5 con đực bem luôn. Thay nhau bem. Lắng lóng này thì mọi người lên nhảy buổi sáng sớm hoặc là buổi tối. Chiều mát này em cho nhảy buổi chiều cho nó sáng sủa tí. Tối có việc, nó không là nhảy tối đấy. Tối quay thì các bác lại không xem được. Đó.